series tìm hiểu về rượu vang trong 60 giây, phần 18. Tiếp nối phần trước, thổ nhưỡng và khí hậu của phía Bắc vùng Rhône cũng như tại Úc chính là nhân tố chính khiến cho hương vị rượu vang làm từ giống nho Syrah trở nên khác nhau. 1. Syrah. Rượu làm từ Syrah thường có màu hơi đục, dry, full body cùng vị chua thoáng qua. Nồng độ cồn thường từ vừa phải đến cao, 13-14,5%, cùng với đó là vị tannin mạnh mẽ. Syrah thường mang đến sự cảm nhận liên tưởng về mùi khói, thảo mộc, các loại trái cây chín đỏ. Khi ủ trong gỗ sồi, Syrah có hương vị của vani cùng với các gia vị được nướng lên. Nói chung, Syrah đầy thanh lịch, nhưng ít hương vị trái cây hơn so với người anh em họ Syrah mạnh mẽ, đầy hương vị trái cây. 2. Syrah. Nếu bạn muốn thưởng thức loại rượu vang đầy mạnh mẽ nhiều hương vị, bạn nhất định sẽ muốn thử Syrah. Loại rượu từ Syrah đã thường có màu hồng ngọc hơi đục. Nó gợi nhớ đến hương thơm và hương vị đậm đặc của quả vịt quất đen, cùng với đó cảm nhận về độ tannin khá mượt mà. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng một vài chai còn mang đến cảm giác gợi nhớ về hương thơm thịt hun khói. Nồng độ cồn thường có xu hướng cao hơn so với Syrah, 14-15,5%. Thung lũng Barossa tại Úc thường được biết đến như là nơi phù hợp nhất để thử rượu vang từ Syrah của thế giới mới. Follow và thả tim cho DIY Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé.